đây là áo của Real đặc biệt. Đây là 7 cái ngôi sao. Đây đây đây, những cái ngôi sao của Real ngày xưa. Đây là có chữ ký của Roberto Carlos này, Raul này, Zidane, Figo, Ronaldo, Owen và Beckham, David Beckham. Cái ảnh này là chữ ký của từng cầu thủ đây hả anh? Đúng rồi. Thực ra em nghĩ là đôi khi với một fan của MU chẳng hạn, có một cái như này là đã là sướng lắm rồi. Đây là toàn là áo đấu của cầu thủ mặc đây đúng không anh? Thi đấu đúng em không? Thấy áo của Son Heung-min rồi còn Ronaldo này. Còn có cả vết bẩn nguyên này. Nguyên cả dấu giày ở trên áo luôn này. Áo đấu. Đấy là Son Heung-min làm clip tại người đăng Anh là một trong những cái clip đầu tiên. Vâng. Mà em còn thấy được còn FaceTime với cả Son Heung-min nhỉ. Thực ra em nghĩ là riêng cái việc mà ký tặng đã khó nhá. Rồi ký tặng mà lại có cả chữ là cho ai đấy lại càng khó. Mà quay video lại càng khó nữa. Đây là đi ăn uống cùng cầu thủ luôn đấy. Đấy, đây là ngồi cà phê đấy, ngồi cà phê bên ngoài. Đấy, đây là khách sạn của đội tuyển. Còn cái này là hôm nay anh ra sân tập. Áo này thì là áo của CR7. Áo này là năm nay chứ, áo mới chứ. Áo mới, đúng rồi. Chờ Ronaldo mà đá xong mà được ấy thì là xin cái áo để mang về, cho coi như là mình phải đầu tư cả câu chuyện là đi lại lại rồi các thứ đấy. Thường thường thì những cái áo đấy khoảng tầm bao nhiêu? Thì ví dụ như Maradona cái áo bản chất đến thời điểm này trong cái bóng đá là 9,3 triệu đô. 9,3 triệu. 9,3 triệu đô. Kinh. À, đâu cái giày của Messi là đâu rồi? Đây. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. World Cup đang tới rất là gần rồi. Chính vì vậy là Hoàng Đức muốn làm một cái chủ đề gì đấy liên quan tới World Cup, liên quan tới bóng đá một chút, để chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một cái sự kiện về thể thao được cả hành tinh đang mong đợi. Và ngày hôm nay Hoàng Đức sẽ dẫn quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những cái bộ sưu tập có thể gọi là lớn nhất ở, tôi nghĩ là chỉ dám nói là ở châu Á thôi. Còn trên thế giới thì tôi cũng chưa từng thấy một cái bộ sưu tập nào lớn như vậy, nhưng mà cũng chưa dám khẳng định chắc chắn là có hay không. Tuy nhiên cái bộ sưu tập này lại ở ngay tại Việt Nam. Và tôi chắc chắn rằng là với những quý vị khán giả mà đam mê yêu thích thể thao, đặc biệt là yêu thích bóng đá, thì chúng ta sẽ phải cực kỳ bất ngờ và cực kỳ là ngưỡng mộ với bộ sưu tập và chủ nhân của bộ sưu tầm này. Và tất nhiên là liên quan tới bóng đá thì cũng có siêu xe, nhưng mà cái bộ sưu tập ngày hôm nay mà Hoàng Đức muốn giới thiệu tới cho quý vị và các bạn thì không liên quan gì tới những cái chiếc siêu xe Bentley của chủ nhân bộ sưu tập ngày hôm nay ở đây cả. Chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong nhà và cùng gặp gỡ chủ nhân của bộ sưu tập rất đặc biệt ngày hôm nay. Trước khi theo dõi thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe, đăng ký theo dõi kênh Nhà To. Vâng, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào đây. Chúng ta đang vào trong nhà và các bạn có thể thấy là có một chiếc Maserati gần như là chỉ đắp chiếu nằm ở đây thôi, không sử dụng đến. Hello Mr. Cương. Hello em. C-U-O-L-G. Hi, Mr. Kuhn, it's Tony here. Yeah, hope to see you in London. Mr. Gong, jersey for you. Ciao, Mr. Kuhn. Mr. Gong, this is my jersey for you. Hello em. Anh em hẹn nhau mãi bây giờ mới gặp được nhé. Xin mời các bạn vào đây. Xin mời em vào. Chúng ta sẽ bỏ qua hết tất cả những bộ sưu tập về tranh hay là các cái đồ bằng đồng đi. Đây là bật mí với quý vị và các bạn, đây là một, chúng ta đang hé lộ dần tới một cái nội dung mà Hoàng Đức đã giới thiệu lúc nãy. Đây các bạn đã đoán ra là nội dung của ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên đây chắc là vẫn chỉ gọi đây là... cũng là một cái áo khá là đặc biệt đấy, tại vì đây thế mà đang tiện đây thì anh giới thiệu qua luôn. Cái áo này thì là áo của Phan Văn Tè, em thủ quân của tuyển Việt Nam mình, mà cái lần Việt Nam vô địch đầu tiên tại AFF Cup năm 2008. Đấy, cái trận mà em nhớ là Công Vinh đánh đầu phút cuối cùng đấy, thì đây chính là áo của Phan Văn Tè em mặc trong cái trận đấu đấy. Đấy, thế là Việt Nam mình lần đầu tiên vô địch bao nhiêu năm anh em mình mong chờ rồi. Và cái này lại đặc biệt nữa là cái trận đấy đá vào đúng ngày sinh nhật anh.
À. Đúng ngày 28 tháng 12. Thế là anh treo ở ngay đầu luôn. Thực ra là nó có một cái ý nghĩa khá đặc biệt với anh. Vâng. Đấy. Chúng ta sẽ cùng đi lên để khám phá cái bộ sưu tập rất là đặc biệt của anh Cường. Hơi khó cho anh quay phim hôm nay tại vì là có quá nhiều. Đúng rồi. Anh nhỉ? Thật ra là lúc mà ban đầu khi mà mua nhà thì anh chưa nghĩ đến cái câu chuyện là mình làm những cái trưng bày về nó, nên ra là chắc là sẽ phải càng hoàn thiện hơn về cái phòng trưng bày, như anh em mình có nói qua đấy. Vâng. Quên mất nãy giờ em quên chưa giới thiệu với quý vị khán giả, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là anh Cường, là chủ nhân của một cái bộ sưu tập rất rất nhiều các cái áo đấu rồi các cái sản phẩm liên quan tới bóng đá của tất cả các cầu thủ nổi tiếng ở trên thế giới. Và đặc biệt có một cái điều thú vị hơn nữa, đấy là em nghĩ là áo đấu thì có thể có nhiều người sưu tầm, nhưng mà về cái khối lượng các cái video mà anh có được các cái lời nhắn gửi, lời chúc của các cầu thủ nổi tiếng thế giới thì cũng chắc là cũng hiếm ai mà có được anh nhỉ. Thế nên là lý do lúc nãy là cái câu chào mà Hoàng Đức gửi đến anh Cường là Hello Mr. Cương, đấy là một cái câu rất là quen thuộc trong các cái clip mà các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ là khá là quen thuộc đối với giới cầu thủ ở châu Âu rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng khám phá từ từ nhé các bạn nhé. Ok. Đây thì chắc là những cái bộ này là anh mua sưu tầm ở bên kia chuyển thẳng về đúng không anh? Đây, những cái khung các thứ như đây này. Đây là cái khung áo mà anh mua trong những cái dịp mà anh đi xem bóng đá, và đây là cái chữ ký của Mbappe. Đấy. Nhưng mà anh cũng muốn mang về để sau này, vì sao mình đóng ở Việt Nam ấy, mình cũng cố gắng mình học để làm sao mà có được ra những cái khung kiểu này. Đúng là ở Việt Nam rất là khó tìm anh nhỉ. Đây đây đấy. Việt Nam mình là cái khung giống như áo của Phan Văn Tài em lúc nãy đúng không anh? Đúng rồi. Ai chà, đây anh quay phim lên đây, Đấy, anh em. Đấy, em thích cái này này. Đấy, có thể lôi cái khung này ra. Đấy, Đức đang đứng một bên này. Đấy, anh em mình. Ai chà, em thích ông này này. CR7. Áo này là của Bologna. Euro 2008 à anh? Đúng không? Đấy. Có chữ ký của CR7 đấy anh. Đúng rồi. Wow. Lần đầu tiên em nhìn thấy chữ ký của ông CR7 này ngoài đời đấy. Thực sự là đi cả bên châu Âu nhưng mà những cái áo mà có chữ ký của CR7 rất là khó kiếm. Mặc dù là anh ấy thích Messi hơn, Messi vẫn là thần tượng của anh, nhưng mà CR7 thì cũng là một huyền thoại, nên ra là đã sưu tầm thì cũng không thể thiếu áo của ông ấy được. Vâng. Đấy. Ở đây thì có cái áo này, thì cái áo này là của Đỗ Kim Phúc, đó cũng là một trong người khá nổi tiếng trong cái giới bóng đá của Việt Nam mình, là người mà được vô địch châu Á về tăng bóng nghệ thuật. Vâng. Đấy, Phúc thì bạn ấy rất là trẻ. Bạn ấy đi cái đợt mà biểu diễn thi đấu ở Tây Ban Nha thì bạn ấy xin được cái áo có chữ ký của đội Sevilla này, thì bạn ấy tặng sinh nhật anh. Với anh em chơi với nhau. Đấy quá. Bên này là Batistuta. Batistuta. Cầu thủ cũng từ rất là lâu rồi anh nhỉ. Huyền thoại, huyền thoại. Ngày xưa anh em mình từ lâu lắm rồi. Hay quá. Mới chỉ khởi đầu thôi các bạn ạ. Đây mới chỉ là những cái bộ sưu tập mà anh Cường anh để ở phía bên ngoài thôi. Đây nữa anh này. Đây quên mất chưa giới thiệu cái này. Cái này là của hôm Manu vô địch đúng không anh? Đây thì đối với các cổ động viên MU fan nhỉ? Của Manchester United thì đây là cái mà không thể quên được. Đây vô địch trận đầu tiên của năm MU đá với Bayern Munich. Bayern Munich tại Barcelona. Thời đấy là vẫn còn Peter Schmeichel. Đúng rồi. Thật ra là anh cũng là một fan của MU, nhưng mà phải nói thật là trận đấu đấy thì Munich nó đá hoàn toàn là lấn át MU. Hay quá nhỉ. Cuối cùng MU lại giành chiến thắng chỉ trong vòng khoảng 3 phút cuối với hai bàn. Đúng rồi, cái trận này là gần như là không thể quên được. Đấy gần như là không thể quên được, mà đấy là quá lâu rồi, từ cái thời 1999. Đúng rồi, từ cái thời trước đấy, sau cái cúp đầu tiên từ năm 68 ấy, thì đến tận 99 thì MU bắt đầu mới lần thứ hai có thể vô địch được C1. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào trong để khám phá thêm nữa nào. Đây là áo của Real. Đặc biệt là cái Galacticos lần đầu tiên mà là có một cái khái niệm mà Real là mua một đội bóng như toàn là những ngôi sao. Đây là 7 cái ngôi sao. Đây những cái ngôi sao của Real lần thứ nhất. Đây là có chữ ký của Roberto Carlos này, Raul này, Zidane, Figo, Ronaldo, Owen và Beckham, David Beckham. Cái này anh cũng phải cái này chắc là nếu mà cái
mình mua giờ là anh cũng phải sưu tầm lại từ những cái collector rồi, ở bên nước ngoài hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ còn các cửa hàng gần như em thấy nó khó lắm. Khó lắm, gần như là không có. Vâng. Ừ. Còn áo của tuyển Việt Nam em thấy anh cũng nhiều nhỉ, các câu lạc bộ rồi ấy cũng nhiều nhỉ. Việt Nam thì, Việt Nam thì đôi khi là dễ hơn đúng không anh? Và thì tại vì nó là cái là gì sao? Nhất là ở quê hương mình thì mình có điều kiện là anh cũng chơi với cả các anh em cầu thủ. Dạ. Đấy, cũng có một số cái áo, ví dụ như cái áo này của hậu này. Nhưng còn mà cái này anh lại đấu giá để anh làm từ thiện. Từ thiện này. Còn đấy hình như là cho đội tuyển bóng đá nữ mới cả cho huấn luyện viên hay sao? Vâng. Ừ. À, có anh ở đây. Ai chà. Bên này là em thấy có cái áo của Ronaldo. Ronaldo. Ừ. Đồ béo. Huyền thoại một thời đối với những anh em mà. Vâng. Mà xem bóng đá của cái lứa. Mà... Lứa của anh em mình là không thể quên được Ronaldo hình như. Ronaldo béo. Đây Serie A năm 2000. Ừ. Đấy, còn ở đây là những cái góc mà anh ngồi anh xem báo chí về tạp chí về bóng đá. À. Đấy, không thể thiếu được hình ảnh của Maradona. Cái kia là có cả chữ ký Maradona đó, đúng không? Chữ ký Maradona, đúng không? Nhưng mà cái này mà chắc là từ sau cái đợt mà Maradona mất thì chắc là lên giá trị nhiều. Thì chắc là giá tăng cũng dã man đấy. Đây anh em xem xem một cái quay một chút trong cái phòng ngủ của nhà. Đây là phòng ngủ của anh nhưng mà nó cũng xung quanh nó cũng rất nhiều gọi là đây là chiếc khí của Paolo Maldini. Paolo Maldini. Nói chung là bất cứ góc nào trong nhà anh có thể đều có. Có nghĩa là sờ vào cái nào cũng có thể là đúng không anh? Đây là cái giày cũng của Pavel Neves đúng không? Neves. Ừ. Rồi, ra vào trong xem là đây, ở trong này các bạn đừng có sốc nhá. Bên này là áo đấu của Maradona. Wow. Đấy, hoàn toàn là cũng là anh lấy nguyên ở bên kia về Totti này. Cái này là áo của đây là Ronaldo. Áo của 2 số 7 của MU và Ronaldo và Beckham. Có chữ ký luôn nhỉ? Có chữ ký. Còn góc bên này là góc của ông Messi. Đây là cái giày của Messi đi. Giày của Messi đi để đá luôn đấy hải. Cái giày này thì nó không phải là cái giày của Messi đi. Lát nữa anh em sang bên kia thì sẽ có đôi giày của Messi. Thì nó lại khác hẳn. Còn đây chỉ là cái giày mà Messi ký vào. Messi ký vào đó thôi. Còn anh có cả cái giày mà của Messi đá nữa. Đúng rồi. Thì cái đấy nó sẽ rất là khác. Vâng. Những cái này Maradona cũng rất là quý nhỉ. Đúng rồi. Em phát hiện ra có cái bức tranh này. Cái ảnh này là chữ ký của từng cầu thủ đây hả anh? Đúng rồi. Thực ra em nghĩ là đôi khi với một collector ấy hoặc là với một fan của MU chẳng hạn có một cái như này là đã là sướng lắm rồi. Đấy thì bên này đây là cái khu vực kiểu chỗ ngủ của anh thôi. Đây. Mà anh cũng sưu tầm cả những cái bức ảnh mà có chữ ký của các cầu thủ mà mình yêu thích. Mỗi lần xem lại những cái này có thể nhớ lại những cái thời điểm thời khắc. Đây ví dụ như cái này là chắc là khoảnh khắc mà. Nhưng mà cái này ví dụ là làm sao mà anh xin được chữ ký của cái này á, cái này là cái này là cái này là mình mua lại. Có những cái là mình sẽ là mua lại. Vâng. Vì có những người ta xin rồi người ta đem bán. Đấy thì lát nữa khi mà anh em mình ngồi nói chuyện anh sẽ giải thích với em về những cái mà các cái đồ vật mà sưu tầm về bóng đá thì giá trị của nó khác nhau như thế nào, cái nào nó cao hơn, cái nào thấp hơn, rồi khi mình mua bán thì nó sẽ có những cái gì chẳng hạn như thế. Vâng. Ừ, nó kèm theo. Wow, nhiều nhờ. Đấy, gần như là dã man. Gần như là tất cả các ngôi sao bóng đá thế giới thì từ xưa đến bây giờ. Bây giờ chắc mình ok nhỉ, bây giờ có thể là chúng ta sẽ đi đến cái phòng mà anh em phòng thú vị hơn nữa các bạn ạ. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Thì đó là cái sau khi mà thấy là quá khó để rồi thì anh đã làm một cái phòng để trưng bày để trưng bày cho nó đẹp hơn nữa. Đúng rồi, cái đôi của anh. Đây, bây giờ anh em mình vào tham quan cái phòng gọi là nhỏ, mặc dù anh em cầu thủ có thể cũng hay gọi đây là một cái bảo tàng mini ở Việt Nam. Ôi, từ anh ạ, em nhìn thấy rồi nhưng mà từ để tham quan ở ngoài này đã. Ở ngoài này là còn thấy rồi, vẫn là Messi, Ronaldo. Nói chung là những huyền thoại mà cả thế giới không thể phủ nhận được. Có thích hay là không thích thì cũng không phủ nhận được. Thế là mỗi một người yêu thích cầu thủ chỉ cần một
một cái như này là đã là sướng lắm rồi anh này. Cái này nó là cái kỷ niệm của cái bàn thắng bàn tay của Chúa hồi năm 86 đấy. Đây là cái áo Maradona nhá. Cái bàn thắng mà Maradona ghi cái bàn tay là bàn tay của thủ môn này. Đây rồi. Rất kỳ. Chắc okay. Là bây giờ vào trong thì các bạn hãy thử comment xem, đoán xem là ở bên trong này thì sẽ còn có những cái bộ sưu tập của các cầu thủ như thế nào nữa. Đây, xin mời vào các bạn. Đây. Choáng ngợp chưa? Giống như là một cái bảo tàng thu nhỏ anh nhỉ. Trong này thì đấy là anh bày là như là những thứ là tương đối là đặc biệt nhất. Những cái áo này là những áo là 100% là áo của cầu thủ mặc. Đây là toàn là áo đấu của cầu thủ mặc đây đúng không anh? Thi đấu đúng không? Em thấy áo của Son Heung-min rồi còn Ronaldo này. Còn có cả vết bẩn nguyên này. Đấy. Và cái thú vị đây này các bạn nhìn này. Tu Cường. Đấy. Đa số các cái áo ở đây là đều có ký tặng trực tiếp cho anh. Đây. Đây. Foden này. For Mr. Cường. Mr. Cường. Ký tặng, nhưng mà có cái điểm thú vị nữa là những cái áo này là em thấy các cầu thủ này còn quay cả lại lời nhắn gửi rồi ấy nữa cho anh đúng không? Đúng rồi. Thực ra em nghĩ là riêng cái việc mà ký tặng đã khó nhá. Rồi ký tặng mà lại có cả chữ là cho ai đấy lại càng khó. Mà quay video lại càng khó nữa. Cái đấy tên là mình ra anh rất là may mắn đấy. Đây. May mắn để mà có thể có các bạn hãy xem cái bộ sưu tập này. Đây là ảnh chụp của anh Cường với các ngôi sao các cầu thủ bóng đá thế giới. Bóng đá thế giới này. Mbappe này. Nói chung là khá may mắn tại vì anh đều được chụp với các cầu thủ. Nếu mà bọn em xem thì đa số là người ta chụp đứng rất là xa rồi hoặc là selfie hay là cái gì đấy thôi. Vâng. Không có cái điều kiện để mà mình như đây là giống như anh chụp ở trong cái gara xe của đội bóng rồi này đúng không? Đúng rồi. Vâng. Đây ví dụ như đây là khách sạn này, đây là khách sạn câu lạc bộ này. Còn đây là phòng đây là cái nhà hàng ăn uống cùng đây là đi ăn uống cùng cầu thủ luôn đấy. Đây là ngồi cà phê bên ngoài. Đấy, đây là khách sạn của đội tuyển. Hôm nay là hôm anh ra sân tập. Nói chung là rất là nhiều cái cơ duyên. Đây ví dụ như là cái này là hôm mà tắc ở trong sân vận động đấy thì cậu bạn anh lại chơi cả đây Frank Kessie này của Barcelona đấy, anh còn trèo lên cả xe Frank Kessie em đi ra đấy. Nhưng anh Cường chia sẻ cho em một tí là em nghĩ là cái này cũng nhiều quý vị khán giả sẽ tò mò thắc mắc là ví dụ sưu tầm những cái áo đấu mà có chữ ký cầu thủ thông thường như lúc nãy nhá thì có thể là sẽ có nhiều người sưu tầm được. Nhưng ở đây anh có thể sưu tầm được những cái áo mà có những cái chữ For Mr. Cường rồi cả những cái áo phiên bản này cũng là một phiên bản rất đặc biệt đúng không anh? Đúng rồi. Thật ra là đấy thì nếu mà ai mà gọi là theo dõi anh thì thật ra là nếu mà về giới sưu tầm ấy thì từ mấy năm nay là mọi người cũng đã biết rồi đấy. Nhưng mà trước đây thì khi mà anh sưu tầm ấy thì chủ yếu là mình phải đi mình mua lại của những người khác hoặc là có trong giới sưu tập thì bọn anh gọi là như kiểu là những cái bản chữ ký thương mại ấy. Vâng. Ký thương mại ví dụ như là các cầu thủ người ta sẽ có những cái buổi người ta ký tặng đấy, thì hôm nay người ta đến đấy người ta ký trên rất nhiều các cái áo đấy, và sau đó thì những cái áo đấy người ta được bán ra thị trường. Đấy thì cái đấy thì nó cũng đã là một thứ cũng là khá có giá trị rồi đúng không? Sau đấy thì mọi người gọi là đi xin trực tiếp từ các cầu thủ đấy. Nhưng mà thường mà em nhìn ấy thì ít khi mà có những cái người nào mà có những cái ảnh mà cầu thủ người ta cầm áo đó. Đúng không? Mà chỉ là fan người ta tự cầm cái áo đấy thôi. Vâng. Và cái áo đấy thì nó cũng không phải là áo của cầu thủ mặc đấy, nhưng mà nó cũng là một cái level nó khác hơn một tí. Và anh nghĩ là trong những cái mà như lúc nãy em có nói thì cái mà cái khó nhất mà ấy được là gì, là áo mà cầu thủ cầm lên cho mình chụp để họ quay cho mình á. Vâng. Thì đấy là những cái áo mà nó rất là giá trị. Để giải thích cho nó thêm một tí nữa thì anh giải thích thêm cho em là vì sao khi mà anh sưu tầm áo ấy thì nó xảy ra một cái vấn đề là gì, là những cái áo mà người ta bảo là cầu thủ mặc, cái áo đấy là rất khó chứng minh. Thì chính cái hồi lúc mà ban đầu anh bước vào cái sưu tầm ấy, bản thân anh cũng không dám mua những cái áo đấy. Tức là những cái áo ấy, trên thế giới là nó có giao dịch những cái áo mà cầu thủ mặc ở trận này trận kia. Thường thường thì những cái áo đấy khoảng tầm bao nhiêu rồi? Ví dụ như là đối với những cầu thủ mà rất có tiếng chẳng hạn thì có thể áo của nó thấp nhất là anh chưa nhìn thấy cái áo nào dưới 25-30 nghìn chẳng hạn. Và cái áo cao nhất của nó thì ví dụ như Maradona, cái áo đắt nhất đến thời điểm này trong giới bóng đá là 9,3 triệu đô. 9,3 triệu đô. Kinh.
Đấy. Thì bây giờ mình nói là giá trị của nó bao nhiêu rất là vô cùng. Đấy. Thì nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là gì, cái áo đấy nó đặc biệt ra làm sao. Vâng. Đúng không? Cầu thủ đấy mặc trong lúc nào, thi đấu trận gì. Ví dụ như là áo mà Ronaldinho, đây này, đang nói Ronaldinho thì đây là áo Ronaldinho vừa so Mendy. Thì là cầu thủ mà đá cùng với Ronaldinho ở Paris Saint-Germain cái thời 2001-2002. Đây là áo đấu của Dinho luôn. À, này áo đấu của Ronaldinho. Tăng lại cho Benamendi. Đấy. Chữ ký, đây, cái này là tăng lại cho Benamendi. Và bởi vì anh qua Pháp anh gặp thì Mendy tặng lại cho anh. Thì Mendy làm hẳn một cái video để chứng minh là đấy là cái áo mà đây Ronaldinho tặng tôi và tôi tặng lại cho ấy. Để cho rất là rõ ràng là đấy là cái áo thật sự và do các cầu thủ người ta tặng. Thế cái này là áo của CR7 thật hả anh? Áo này thì là áo của CR7. Áo này là năm nay chứ, áo đúng mới chứ. Áo mới, đúng rồi. Nhưng mà nó lại bị có một cái là cái áo này thì nó hơi đáng tiếc một chút. Là tại vì cái trận đấy là Ronaldo không đá. Vâng. Nhưng mà em thấy vẫn có cái chữ Mr. Cương ở dưới. Thì đúng rồi, thì đây thì sau đấy thì anh em gọi là có qua là có xin chữ ký cho anh. Thế lúc đấy là này, cái cậu bạn anh ở bên Pháp. Cậu bạn anh ở bên Pháp, cậu phải đi sang bên anh. Đi sang bên anh để xem cái trận đấy, để sau cái trận là chờ Ronaldo mà đá xong mà được ấy thì là xin cái áo. Đấy, phải mang về, thì coi như là mình phải đầu tư cả câu chuyện là đi lại rồi các thứ đấy, sang đấy tận nơi, xong cuối cùng là cậu không được đá. Thì đương nhiên là đấy, cái giá trị của chiếc áo nó giảm hơn. Nhưng mà em nghĩ là đôi khi là giờ lại cao, tại vì đây có lẽ là một trong những cái áo cuối cùng của Ronaldo còn đá cho MU của năm nay. Đấy. Còn ví dụ như là đây, cái áo này của Messi chẳng hạn thì nó mặc đúng trong một cái lần mà gọi là phong trào gọi là LGBT đấy. Vâng. Thì cái trận đấy thì Messi chỉ mặc hai cái thôi, giống như anh nói đấy. Chắc là một cái Messi giữ, một cái đang ở trong tay anh. Đây là một đấy, một trong hai cái đấy. Thì nó sẽ là những cái thứ có giá trị đặc biệt. Đã. Đấy. Còn áo này chẳng hạn của Modric này thì là cái đợt vừa anh đi sang anh xem thì là Tchouaméni là nó lấy cho anh trực tiếp. Đấy, thì những cái này là mình đi rồi mình có ảnh rồi tất cả mọi thứ là trực tiếp rồi, thì gần như là đối với anh thì bây giờ trong giới sưu tầm áo bóng đá thì những cái nào mà anh cầm về gần như không có sự tranh cãi về cái việc là có đúng áo này không? Áo của cầu thủ hay là không. Cầu thủ đã quay Mr. Cường rồi. Ôi Hà Lan này. Bây giờ các cầu thủ của thế giới thì em biết rồi, họ đều là những gọi là triệu phú về đô la cả. Vâng, lương của họ thì em nghĩ là họ đâu có nhu cầu là phải quay hay chụp gì đấy một cái cho mình đâu, đúng không anh? Rất khó, cái đấy là giống như em xem thì em có thể thấy được trước cái video của anh Hà Lan ấy. Đúng rồi. Anh đã có một cái video của Hà Lan. Vâng. Mà cái đấy là có thể anh nghĩ là hôm đấy nó rất may mắn. Hôm đấy là như này, ở Man City thì anh có quen cả Mahrez. Vâng. Mahrez mới là cái người mà anh quen nhất. Thì hôm đấy anh nhớ là hôm đấy là có Mahrez này, Bernardo Silva này, Phil Foden này là đăng ký cho anh. Vâng. Đấy. Đấy. Mahrez. Áo của Mahrez này. Thế là ông Hà Lan ông vào ông ấy kiểu thấy các ông đăng ký, nói ký chiếc cái gì đấy. Thế là Mahrez bảo mày ký đăng làm cái áo cho ông bạn luôn. Thế là ông cứ hỏi đi ở lại và sau cùng Mahrez bảo ký đi. Cầm Hà Lan cầm cái áo tặng cho anh. Hay quá. Thực ra là rất là khó, tại vì em nghĩ chỉ nghĩ đơn giản thôi là ví dụ các cầu thủ nổi tiếng ở thế giới này thì họ cũng phải rất là cẩn trọng khi mà họ ký tặng một cái gì cho ai đấy. Chính xác. Thì lỡ người đấy lại lợi dụng cái tên tuổi hay là cái ấy của họ làm những cái điều mà nó không... Và có thể những cái người đấy mà cái người mà nó có những cái vấn đề gì đó chẳng hạn. Vâng. Tại vì những cầu thủ thế giới là người ta có những cái hợp đồng về hình ảnh. Đúng rồi. Rất là lớn. Đấy. Nên ra là khi mà họ làm cái video mà họ chào mà chẳng may mà có vấn đề gì đấy chẳng hạn ấy, thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến đến hình ảnh của người ta. Benzema này, quả bóng vàng năm nay. Áo Camavinga này là hôm đấy là anh đến và Camavinga rủ anh đến cái studio của hôm đấy bạn ấy quay quảng cáo. Đây, cái hôm đấy là đây. Có ví dụ như Camavinga hôm đấy là nó hỏi anh là mình đến từ đâu? Tại vì ví dụ như khu vực Đông Nam Á mình ta chỉ biết Thái Lan và Singapore thôi. Đúng rồi. Đấy. Ra cái đợt vừa rồi anh đi là anh cũng quảng bá cho hình ảnh Việt Nam mình rất nhiều. Anh cho xem những cái hình ảnh thiên nhiên rồi các thứ của Việt Nam mình chẳng hạn. Đấy thì đa số bây giờ nó đều đồng ý là Việt Nam mình trông rất là đẹp nếu mà so với cả Thái Lan. Đấy. Đây cái áo này Mbappé này thì là cái áo mà anh đi trực tiếp. Cái đợt vừa rồi là đá giữa trận Lyon và Paris Saint-Germain.
Đấy, cái này thì xin rất khó. Anh nói với em là những cái cầu thủ mà hàng đầu này này, nó có những cái là như này, cái nếu mà khi đấy là mình chưa quen họ, thì xin rất khó. Thế là mỗi một trận đấy như họ nói với anh ấy thì là cái gọi là order để mà xin áo có những trận nó lên đến là triệu người xin. Thế là xin quá nhiều, trong khi đấy họ còn phải là gì, còn phải cho cả những cái gọi là các cái tổ chức để bán đấu giá rồi từ thiện, đúng rồi, rồi này nọ, rồi mỗi cầu thủ người ta cũng đến ta cũng chỉ xin đổi áo được một lần thôi, đúng rồi, chứ không thể nào mà em xin mãi được. Ví dụ như cái đợt trước chẳng hạn, như đấy thì anh có cái mối quan hệ với Hakimi chẳng hạn, Hakimi đang đá cùng với cả Mbappe hay Neymar hay Messi chẳng hạn, thì xin nói dễ hơn cũng không hề dễ. Tại vì bây giờ nó nói chuyện ra như này thì bọn em hình dung ra ngay là ví dụ như là anh em mình chơi với nhau, vâng, trong một đội bóng đi, em bảo anh là cậu nổi tiếng, em bảo anh là thôi cho ta xin cái áo mày để làm gì đấy, đúng không? Vâng. Ok, anh tặng em rồi thì không thể mấy ngày sau hay vài tháng sau em lại bảo lại cho xin cái áo đấy được. Vâng. Vì ai cũng hiểu là những cái áo là rất giá trị. Thì ví dụ như anh đang nói câu chuyện, ví dụ như cái áo Mbappe này, hôm nay là bọn anh xem ở Lyon này, Paris Saint Germain và Marseille ấy, ở bên kia không khác gì là những đội bóng thù địch. Mà mình mà là ở đấy mà mình cổ vũ cho Paris Saint Germain là rất nguy hiểm, đúng rồi đấy. Thế là bên này nó đã có những cái vụ là xuống Marseille mà xem bóng đá là bị xiên, vâng, đúng rồi, em nhớ là đợt đi xem bóng mà em ngồi nhầm bên cái là cũng không dám đấy. Cổ vũ mà hôm đấy là anh ngồi với cả ngồi lại là ngồi cái khu gọi là gia đình của Tolisso. Tìm Tolisso là cầu thủ cũng khá là nổi tiếng của Lyon, tại vì ngày xưa là đá cho Bayern Munich ấy. Tolisso này. Tolisso. Đấy. Áo 88. Đấy. Thì hôm đấy là này, có một anh bọn anh phải bàn với nhau làm thế nào để lấy được cái áo. Anh bảo là của ai cũng được, trong ba người thôi, Mbappe, Neymar với Messi. Thì anh không dám tiếp cận cái chỗ khu vực của Paris ấy, vâng, nó sẽ hơi nguy hiểm. Thế là phải nhờ cầu thủ của Lyon là đổi áo với cả. Phải đổi bất cứ ai cũng được. Đổi xong rồi ra thì mình lấy lại. Đấy. Từ đấy thì nó rất là mỗi một cái áo nó có câu chuyện như vậy. Cái lông Kanté này sao anh? Kanté này em đấy. Cũng thấy hay này. Hay đây, cũng, Kanté. Đây cũng có for Mr. Cường đây nè. Thì anh vừa mới cho em anh mới cho em xem cái video đấy. Vâng. Thì hôm đấy là này, hôm đấy là anh ở Pháp. Thì là đi xem tuyển Pháp tập. Thì hôm đấy thì hơi đen, chắc là Kanté đã bị chấn thương. Đấy, nhưng mà Kanté thì lại anh lại quen với cả người đại diện của Kanté. Thế là hôm đấy là Kanté mới gửi tặng anh cái áo này. Kanté thì rất là dễ thương, nói chung là rất là hiền lành. Hôm đấy hơi đáng tiếc một tí là cái lúc mà Kanté gửi anh cái áo này thì lại đúng lúc anh đi ra sân bay để về Việt Nam. Chứ là không là có thể ngồi cùng cà phê với nhau ở Paris luôn rồi. Đấy, còn chiếc áo này thì như em biết rồi, Son Heung-min kia đấy. Nói chung là một phát súng đầu tiên trong những cái em thấy cái video clip đấy, nguyên cả dấu giày này đấy. Nguyên cả dấu giày ở trên áo luôn này, áo đấu đấy, là Son Heung-min làm clip tặng người tặng anh là một trong những cái clip đầu tiên. Vâng, mà em còn thấy được còn FaceTime với cả Son Heung-min nhỉ. Và gây chấn động của Việt Nam mình đấy là đầu tiên là Son Heung-min. Sau đó thì đúng là nhiều khi nó phát triển ra là những cái thứ mà mình không thể ngờ được. Vâng, thực sự là cái thú chơi này nó có thể gọi là không phải là cứ có tiền là mua được anh nhỉ. Để mà làm được cái như mà các cầu thủ áo cầu thủ mà họ quay video các thứ tặng ấy, thì anh nghĩ là không phải là câu chuyện về tiền nhỉ. Vâng. Mình cũng phải gì, lương của cầu thủ một tuần. Đúng rồi. Lương của Mbappe thì em biết rồi. Mbappe nó khoảng 300-400 nghìn một tuần. Đúng rồi. Đấy là sau thuế đấy nhá. Ừ, ở đây sao có cả một cái áo trẻ con ở đây hả anh? Áo cho bé con nhà anh à? cái này anh giải thích là hôm vừa rồi là lúc mà anh đi qua anh xem trận C1 ấy, vâng, của Real Madrid đá với cả câu lạc bộ Đức là Leipzig. Đấy, thì hôm đấy thì anh mới lấy hai cái áo, một cái áo cỡ lớn và một cái áo cho, tại vì anh đi đến đâu anh cũng mua cho cậu bé nhà anh một cái bộ vâng, áo để nó mặc. Đấy, sau này không biết có đam mê giống bố không, nhưng mà đấy, nhưng mà hôm đấy thì cái người đầu tiên anh gặp là Benzema. Thì Benzema lại ký hẳn vào tên anh rồi ký tặng cho Cường rồi các thứ này đó. Rồi Benzema. Thế thì mình bảo thế mà ký như thế thì đi cầm xin các cầu thủ khác thì nó cũng hơi ngại. Dạ. Thế lúc đấy không có cái áo nào cả. Thế là thôi lấy luôn cái áo của Thế là đây là ông con anh ra. Là lại dễ lại trở thành là nhà sưu tầm nhỏ tuổi trẻ nhất thế giới. Chưa được một tuổi đã có cái áo rồi. Chưa được một tuổi đã có một cái áo mà rất giá trị. Nguyên toàn bộ đội ký vào đó.
dưới này cũng rất là nhiều này. Đúng là fan MU có khác nhỉ anh nhỉ? Nhiều áo MU ở dưới này. Đây đây này, ví dụ như đây cũng toàn là áo cầu thủ mặc này, em nhìn đây nhá. Ví dụ đây. Đây. Đấy. Đây là bố của certificate luôn. Đúng không? Đây là certificate đây, hết hết đất rồi. Hết rồi. Có những cái áo mà nó có câu chuyện đấy, cái quả Kim Pembe này nhá. Là quả Kim Pembe này là một trong những quả chèn bóng mà đỉnh cao của nó, mà cái pha này ở trên báo rồi trên video nó đưa rất nhiều. Thế thằng này cầu chạy theo thằng kia rất xa rồi nó chuồi bù phát vào lấy được quả bóng này rất là đẹp. Thì chính cái áo là cái áo mặc người ta ở cái thời điểm đấy. Đấy. Và đấy vì đấy, cái quả chuồi đấy ra mà nó bẩn thỉu đi thì thôi rồi luôn. Đâu cái giày của Messi là đâu rồi? Đây. Đây ví dụ đây có những cái thứ chơi đấy kiểu một cái khu. Đây Messi ôm cúp này, có bóng vàng này. Đây còn cái đôi giày mà hôm nay anh có kể qua với em đây. Đây ví dụ như là như này. Là đôi giày của cầu thủ đá này, Messi hôm đấy là đi trong trận chung kết cúp nhà vua đá với cả Sevilla. Hồi 2016. Đấy còn em, nguyên vết bẩn các kiểu bẩn. Đấy. Đấy em nhìn tên trên giày này, người ta thêu này, thêu từ quốc kỳ của Messi đấy, tại vì cái giày đấy nó thừa riêng cho Messi. Giày riêng. Là không có bán ở ngoài. Đây là thêu tên, đây là thêu tên con của Messi này. À đây là thêu tên con của Messi. Đấy, ngày sinh, ngày tháng năm sinh luôn. Theo 11 tháng 9 2015. Hay quá. Giá trị nhỉ. Bên trong Messi rất cầu kỳ đúng không? Bên trong từng thứ một. Đấy. Đây, ví dụ như anh có cái quyển sách này của Maradona. Về hoàn toàn toàn bộ sự nghiệp của Maradona. Toàn bộ sự nghiệp. Nặng chắc khoảng tầm hai mấy cân thế nào. Nặng thật. Nặng thật. Bóng thì có ở dưới có vẻ cũng nhiều đấy nhỉ. Bóng thì đấy thì lúc nay cũng có mấy quả ấy, có nhìn thấy bóng rồi. Của Manu. Đấy, bóng của Manu. Đấy bóng cái này, còn cái quả này cũng khá đặc biệt. Quả này thì là quả của một cậu bạn của anh ở bên Pháp, cũng sưu tầm đồ thể thao. Vâng. Đấy, cũng khá là có tiếng. Anh tên là Tiến. Xin chữ ký của bóng này cũng là trực tiếp ở Lê Bốc Thăm Cúp C1. Đấy, sau đó thì khi mà quen anh thì Tiến tặng anh nhà cái quả bóng này. Còn những cái quả này thì có thể ở những cái quả nó thương mại, thương mại các thứ thì nó bây giờ nó sẽ không có giá trị bằng những cái quả này rồi. Quả đối với anh những cái quả như này thì nó rất giá trị này. Quả này là của tuyển Việt Nam kỳ. Việt Nam nhưng mà rất lâu rồi. Đây là thế hệ vàng lần thứ nhất. Mai Tiến Dũng này. Đấy. Đỗ Trải, Văn Sĩ Thủy này. Thế hệ vàng. Rất là lâu rồi. Rất lâu. Wow. Hay quá. Riêng về cái bộ áo ở đây là đây là còn chưa bày ra hết đấy nhỉ anh Cường nhỉ? À thì đúng rồi, anh lúc nãy anh em mình đi qua đấy, có các phòng anh có cho em xem qua là cái số lượng áo mà anh để ở trong tủ là nó còn khủng khiếp như nào. Đây chỉ chắc là 1/4 cái số lượng áo mà anh Cường đang có các bạn ạ. Ở trong tủ quần áo rồi các thứ còn nhiều lắm. Bây giờ các cầu thủ thế giới nó biết mình đây, ví dụ này. Đây là một cầu thủ trẻ của Chelsea, ông mới gửi tặng anh cái áo mà anh thề với em là anh bản thân anh. This is my shirt, this is for you. Anh không biết cầu thủ này là cầu thủ nào nữa. À. Tức là đấy bây giờ ở bên châu Âu các cầu thủ biết anh khá nhiều. À. Đấy tự còn có người đang có thể tự gửi tặng mình. À. Nhưng mà mình còn không biết đây, anh còn không biết cầu thủ này cầu thủ nào. Hello Mr. Gong, this đấy. Is my shirt, this is for you. Hello Mr. Gong. Cầu rất là quen thuộc. Đấy. Hoặc là đấy, ví dụ như đội Man City chẳng hạn, Man City gần như cả đội người ta đều biết mình, đều chào mình. Thì nhiên thành cả cái tên của mình ở cái câu lạc bộ đấy là ai cũng biết, đều làm video tặng áo cho anh cả. Đúng không? Quá. Đều ấy rồi thì đa số người biết mình thế này. Đây còn rất nhiều áo của Man City mà anh không có, hiện tại là chưa có chỗ treo này. Bernardo Silva này. Đây áo Ederson này, thủ môn Ederson này. Đấy không? Man City thì có khi là gần như là cả đội mất. Full cả đội. Gundogan này. Full đội. Nhiều quá. Đấy, hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Cường đã chia sẻ tới cho em cũng như là quý vị khán giả biết thêm nhiều hơn về cái thú chơi rồi những cái bộ sưu tập của anh. Thực sự là nó rất là đặc biệt.
những quý vị khán giả mà yêu thích bóng đá là cũng sẽ ghen tị với anh Cường đấy. Thì em nghĩ là đây đúng thực sự là một cái kho tàng, một cái mà nó sẽ mang lại nhiều cái giá trị về sau này nữa. Đấy, rất là cảm ơn anh. Thế là năm nay là anh dự đoán Argentina vô địch à? Hay sao mà? Thực ra là đấy là cái mong muốn của anh thôi, chứ còn Argentina thì anh nói anh nghĩ nói Argentina nó cũng sẽ là một trong những ứng cử viên có tiềm năng đấy. Dạ. Thì quá là lâu rồi Argentina không được thế giới. Đúng rồi. Năm nay rất lâu rồi. Cũng rất là nhiều người là mong chờ Messi. Đúng rồi. Có lẽ là giải đấu cuối cùng rồi anh nhỉ? Chắc là cuối cùng thôi. Năm nay là Messi và Ronaldo thì anh nghĩ là đều là cuối cùng hết. Vâng. Đợt tới anh sang đấy anh xem, anh cũng cố gắng là tranh thủ xem mấy trận của Messi và Ronaldo. Và Ronaldo. Đấy. Vâng. Nếu như thế chắc anh phải xem vòng bảng trước chứ đôi khi vào đến vòng trong chưa chắc đâu. Đúng rồi, chả rồi. Chẳng may lại bị loại ngay từ vòng bảng. Không, dễ lắm. Rồi rất là cảm ơn anh Cường. Okay, rất là cảm ơn anh. Okay, hy vọng là sắp tới anh em mình sẽ còn có thêm nhiều những cái nội dung liên quan đến bóng đá thú vị nữa để có thể gửi tới cho quý vị khán giả nhà to, và cũng hy vọng là cái chuyến đi sang Qatar sắp tới của anh sẽ có nhiều những cái kỷ niệm thú vị. Rất là hay, và cũng hy vọng là quý vị khán giả nhà to các bạn đã có thêm một cái góc nhìn mới, có thêm những cái trải nghiệm thú vị với chương trình ngày hôm nay. Có lẽ là cũng không nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng lại có một cái bộ sưu tập đồ sộ như thế này ở Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Và đặc biệt là có một nhân vật như anh Cường, có thể là giới cầu thủ châu Âu là gần như là đều biết tên, biết mặt. Đấy, rất là thú vị, và hy vọng là quý vị sẽ yêu thích chương trình ngày hôm nay, và cũng hy vọng là đối với những quý vị khán giả yêu thích bóng đá thì chúng ta sẽ có một cái mùa World Cup thật là thú vị sắp tới. Vâng, xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.